video này mình sẽ thử so tốc độ mở game ứng dụng Java giữa cái chiếc BlackBerry 9000 này với lại cái chiếc điện thoại Nokia Asha 302 ha. Thì 302 là một thiết bị S40 các bạn, nó trang bị vi xử lý 1 GB ha. Và các bạn quan tâm đến hai thiết bị này, các bạn có thể xem lại mình đã để chung một cái danh sách phát để các bạn tiện theo dõi ha, và cũng như những cái bài so sánh tốc độ khác giữa BlackBerry với lại các thiết bị Nokia S60. Lần này sẽ so với S40. Thì S40 nó có một cái ưu điểm khi mà Java các bạn gửi qua Bluetooth á, các bạn thấy nè, gửi qua là nó sẽ chơi luôn ha. Chúng ta sẽ không cần phải cài đặt giống như là ở trên BlackBerry cũng như là trên Nokia ha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đến với cái tựa game màu xanh này trước nè. Đó, ở đây các bạn thấy được cái dung lượng của nó luôn ha. Vô nha, 1, 2, 3. Để coi cái tốc độ 1 GB của nó. Rồi, vô là nó chọn luôn cái phần âm thanh này các bạn, rất là nhanh các bạn ha. Rồi bây giờ thử select nè. Bây giờ xem tới cái màn lót tiếp theo nha. Vô. Vô. Rồi đến với cái màn lót tiếp theo nữa nè. Đó, cái này các bạn sẽ hình dung được cái thiết bị nào sẽ vào trước nha. Rồi có vẻ là cái chiếc 302 nó vào trước rồi các bạn. Rồi nó vào trước rồi. Cái này thì vẫn đang ở sau thôi các bạn. Đó, vào trước rồi ha. Và về cái màn hình thì BlackBerry mặc dù là 65.000 màu nhưng nó sẽ đẹp hơn cái chiếc 302 rất là nhiều ha. Tại vì 302 cũng là một cái thiết bị giá rẻ mà, thì cái độ sắc nét của màn hình đó không thể nào bằng được cái chiếc BlackBerry này ha. 500 KB. 1, 2, 3. Nó cũng có cái sự khác biệt tại vì độ phân giải nó khác mà các bạn. Cái gì vậy? Rồi play game nè, các bạn sẽ xem từ cái khúc play game nè. Thì cái phần chạy chạy chữ chữ này thì mình nhìn BlackBerry là đi trước đó các bạn. Cái này các bạn phải bỏ qua nó mới vô được ha. Cái tựa game này thì cũng khó phân biệt được đâu là cái tựa game cho tốc độ nhanh hơn ha. Tại vì cái giao diện nó khác biệt quá. Đó, nhưng mà cũng như là các lần trước thì cái tựa game này trên Nokia nó cái người nó to và chúng ta dễ nhìn hơn ha, rất là dễ nhìn luôn. Đó, còn BlackBerry thì mặc dù màn hình to nhưng mà rất là nhỏ ha. Đó, thì cái tựa game này ở trên cái chip 1 GB của cái chiếc 302 nó chơi rất là mượt mà luôn các bạn. Còn ở trên đợt trước mình thử ở trên Nokia S63 thì nó hơi lát ha. Rồi bây giờ đến với cái tựa game cuối cùng ha, tựa game CNC này, dung lượng là 808 KB, cũng là cái tựa game nặng nhất trong cái tựa game mà chúng ta test trên những thiết bị này ha. Thì bây giờ sẽ xem là thiết bị nào sẽ vào trước nha. 1, 2, 3. Đó. Cũng nói thêm về cái xung nhịp thì trên đây là 1 GB, trên đây là 600 mấy. Rồi. Có lẽ là nó cũng ngang ngang á các bạn. Rồi 302 đã vào trước rồi các bạn ha, 1 GB thì nó vẫn vào trước ha. Rồi. Đó, thấy cái màn hình nó đẹp hơn, rõ ràng hơn không? À, bấm rồi mà nó chưa vô được. Rồi vô nha, new game nha. Rồi, chạy một lần nữa nè. Bây giờ các bạn sẽ xem là thiết bị nào sẽ vào trước ha. Rồi 302 lại tiếp tục chiến thắng ở cái tựa game này nha các bạn. Cái giao diện nó cũng hơi khác ha. Đó, thì cái này là giao diện sáng luôn, còn đây là nửa sáng nửa tối nha. Do cái giao diện chứ không phải do cái màn hình nữa nha các bạn. Các bạn nghĩ sao về cái màn so sánh giữa BlackBerry Boy 9000 và cái chiếc Nokia 302 tốc độ 1GB thì các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới video ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.